AMD là thương hiệu chip nổi tiếng cũng như là lớn thứ hai trên thế giới. Và theo như các bạn đã biết thì đầu tháng 8 này và giữa tháng 8 vừa rồi thì AMD đã ra mắt dòng CPU 9000 series. Và trong các video lần trước thì Hải Linh cũng đưa ra cho các bạn cái nhìn tổng quan về con chip AMD Ryzen 5 9600X. Và trong video lần này thì Minh Phong cũng như là các bạn sẽ đi so sánh xem thử là con chip AMD Ryzen 5 9600X này và con chip AMD Ryzen 5 7600X có những điểm gì nổi trội cũng như là khác biệt nhé. Còn bây giờ xin chào mọi người đã quay trở lại với hai con. R5 9600X và R5 7600X đều là những con chip tầm trung mạnh mẽ, nhưng mà giữa chúng nó sẽ có một vài điểm khác biệt về thông số này, về kỹ thuật này, về độ cải tiến cũng như là về công nghệ. Thì bây giờ mọi người hãy xem cái bảng so sánh giữa hai con chip này nhé. Đầu tiên về đặc điểm kiến trúc thì là con chip AMD Ryzen 5 9600X đó là kiến trúc Gen 5, tiến trình sản xuất đó là 4 nanomet, số nhân số luồng khoảng như nhau đó là 6 nhân 12 luồng, xung nhịp cơ bản là thấp hơn đó là 3,9 GHz, nhưng mà đổi lại đó là xung nhịp tối đa lên tới 5,4 GHz. Cùng với đó bộ nhớ đệm L3 là 32 MB, TDP đó là 65W, thấp hơn Ryzen 5 7600X đó là 105W. Hỗ trợ RAM đó là DDR5 5600 và tối đa lên tới 192GB và giá bán ngoài thị trường đó là 8.100.000 đồng. Và vừa rồi các bạn cũng như là Minh Phong cũng đã xem qua cái bảng thông số so sánh chi tiết kỹ thuật về hai con chip này rồi đúng không? Còn bây giờ hãy cùng theo cho Minh Phong trải nghiệm thực tế hai con chip này nhé. Và vừa rồi Minh Phong cũng đã so sánh chi tiết này cũng như là đưa ra những thông số chi tiết giữa hai con chip Ryzen 5 9600X cũng như là Ryzen 5 7600X, và mọi người cũng đã thấy được những cái tựa game mà Minh Phong đã test rồi. Và bây giờ các bạn còn chần chừ gì mà không, thả ngay một nút like của nút share và bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ hai con nha.